Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi thì và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Thiên Thần, ngợi khen Chúa. Thì tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Khi chúng ta lên rước lễ thì cái vấn đề không phải là vấn đề đưa tay hay là lè lưỡi. Có nhiều người quan trọng vấn đề đó, không phải chỗ đó. Là đón rước mình máu Chúa. Cái điều quan trọng nhất là thế nào là ăn thịt, thế nào là uống máu Chúa Kitô. Bởi vì trên thực tế mỗi người nhìn lại chính mình mà coi, ta rước lễ đó, chúng ta rất là nghiêm trang đàng hoàng, nhưng mà rồi chỉ có tấm bánh đó thôi. Tấm bánh đó vào trong miệng mấy ít giây sau nuốt đi hết, hầu như không còn gì nữa. May ra thì còn một vài câu xã giao nói với Chúa thế này kia thôi, sau đó không có gì khác nữa. Ta nhìn lại kỹ đi. Cho nên thật ra thì thịt máu Chúa là của ăn của uống, đem lại sự sống đời đời, nhưng mà đem lại ít lắm thưa anh chị em. Vì chúng ta không biết thế nào là ăn thịt, uống máu Chúa. Bây giờ tôi cố gắng giải thích điều đó. Cũng trong Tin Mừng Gioan ở đầu chương 6, Chúa Giêsu nói: Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Vậy thì đến với Chúa Giêsu là tin vào Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu là đến với Chúa Giêsu. Mà tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là đói Chúa Giêsu, khát Chúa Giêsu. Cho nên ăn thịt và uống máu Chúa có nghĩa là tôi khát, tôi đói khát Chúa Giêsu. Đói khát nói lên cái sự cần thiết, cần không thể thiếu được. Bây giờ một người đói là cần cơm bánh
không nào không có được khổ sở, mệt mỏi, mà có cơm bánh thì sáng mắt ra lại được. Người khác thì cần một ngụm nước, không còn mong nước gì hết cả, chỉ mong được có nước uống cho đỡ khát thôi. Cần lắm. Tôi muốn hỏi anh xem rằng mỗi lần đi rước lễ chúng ta có cần Chúa Giêsu như vậy không? Có cần như thế không? Cần lắm, cần như là đói Chúa Giêsu, khát Chúa Giêsu kia. Mà bây giờ chúng ta tự tìm hiểu xem tại sao tôi không đói khát Chúa Giêsu? Bởi vì tôi no thỏa bao nhiêu chuyện ở đời này rồi. Tôi no thỏa tiền bạc, no thỏa tiện nghi, no thỏa giải trí, rồi bạn bè, rồi ăn uống nhậu nhẹt, rồi đủ no thỏa mọi cái ở đời này. Cho nên tôi đến lễ, đi lễ, trước hết là đi lễ vì bổn phận Chúa Nhật. Tôi rước lễ, tôi cũng đàng hoàng đấy chứ. Nhưng mà rồi hầu như không có gì xảy ra hết. Hầu như không có gì xảy ra hết. Anh Trân nhìn lại đi. Chúng ta rước lễ nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi. Có gì xảy ra chưa? Cho nên cần phải nhìn lại tin của chúng ta khi đi rước lễ. Bằng này người, mấy trăm người lên rước lễ, mỗi người sẽ lãnh nhận hiệu quả của mình mẫu Chúa khác nhau hết, không ai giống ai cả. Cái điều quan trọng giờ phải làm sao rước lễ cho đạt hiệu quả. Rước lễ là ăn thịt và uống máu Chúa. Chúng ta biết rằng của ăn của uống đó đi vào trong cơ thể của chúng ta, từ từ cứ thấm vào da thịt, rồi mọi cơ năng đi hết lên chỗ này chỗ khác, rồi dần dần mới nuôi sống cơ thể chúng ta. Nó phải có một quá trình thấm nhập vào cơ thể mọi chi tiết để nuôi sống. Tương tự như thế, mình máu Chúa khi đến với chúng ta phải thấm nhập vào cả hồn sắc chúng ta, mọi cơ năng chúng ta, từ đầu óc, trí nhớ, trí hiểu, trí suy luận, thấm nhập tới tiềm thức, vô thức, ý thức chúng ta, thấm nhập vào con tim chúng ta, thấm nhập vào thân xác chúng ta, đầu óc, chân tay, miệng lưỡi, hình hài. Không phải là vấn đề chỉ là một miếng bánh tóm tém xong rồi quên luôn. Tôi xin lỗi anh chị em, hầu hết là rước lễ xong là hết. May ra còn một số người thì cảm ơn một chút sau lễ, nhưng mà ra khỏi nhà thờ thì hầu như không còn gì hết nữa, hết luôn, không có gì hết. Chắc mình ăn một cái gì, cái bánh ngon nó còn dư vị một chút, còn đây có cái gì đâu. Thiếu đức tin ở đây tôi muốn nói là thiếu lòng khao khát. Đói khát Chúa Giêsu thì rước lễ mới đạt. Đó là hình ảnh thứ nhất. Bây giờ hình ảnh thứ hai tôi muốn mời gọi anh chị em để đưa ra để giúp chúng ta ăn thịt uống máu Chúa cho hiệu quả hơn. Hình ảnh thứ hai cao hơn. Rước lễ là tôi đích thân gặp gỡ Chúa phục sinh. Đó là cuộc gặp gỡ của hai người yêu nhau thắm thiết, yêu hết mình, yêu đến cùng.
Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể ngày đêm khao khát chờ đợi chúng ta từng giây từng phút. Vì sao vậy? Vì yêu chúng ta đến cùng, yêu hết sức, ngày đêm nghĩ tới chúng ta, mong được đến với chúng ta để thỏa lòng yêu mến chúng ta. Tôi nói như vậy vẫn chưa mô tả được đâu, mà tôi cứ bằng đó đã. Thế thì khi chúng ta rước lễ là cái gì? Là cái hành vi của một người yêu Chúa, muốn đón nhận tất cả tình yêu Chúa dành cho mình, đem hết lòng hết sức ra mà đón nhận Chúa phục sinh, đấng đã chết và sống lại vì mình. Một cuộc gặp gỡ giữa hai người sống chứ không phải vật chết. Người ta rước lễ nhiều trường hợp như là một vật chết. Tôi xin phép trưng lại lời của Thánh Faustina. Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina như thế này: khi ta đến trong lúc rước lễ thì hai tay ta đầy tất cả mọi ân huệ, nhưng mà nhiều người rước ta như một vật chết. Thà họ đừng rước lễ thì hơn. Tôi trưng nguyên văn đó thưa anh chị em: thà họ đừng rước lễ thì hơn. Cho nên hãy coi việc rước lễ là việc gặp gỡ tay đôi giữa tôi đang sống với Chúa phục sinh, đang sống, đang yêu, và yêu tôi vô cùng, mong mỏi từng giờ phút đến với tôi. Và chúng ta biết rồi, khi hai người yêu nhau thắm thiết gặp nhau thì nó như thế nào rồi? Họ không muốn rời nhau nữa. Có không? Có bao giờ chúng ta nghĩ như thế chưa? Bây giờ tôi đi sang tiếp theo. Cái việc ăn thịt và uống máu Chúa sẽ sinh hiệu quả như thế nào? Và từ cái hiệu quả đó chúng ta hiểu rằng mình rước lễ đạt được như thế nào. Hiệu quả thứ nhất, như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng nhờ tôi mà sống như vậy. Khi tôi rước lễ ăn thịt uống máu Chúa thì không phải là tôi sống nữa, mà Chúa Kitô phục sinh sống trong tôi. Thế nào là Chúa Kitô phục sinh sống trong tôi? Chúa nghĩ bằng đầu óc của tôi, Chúa suy luận bằng trí khôn của tôi, Chúa nhìn bằng đôi mắt của tôi, Chúa nói bằng miệng tôi, Chúa hít thở bằng mũi của tôi, Chúa đi lại bằng đôi chân của tôi, Chúa làm việc bằng đôi tay của tôi. Và Chúa đi vào trong những giao tiếp gặp gỡ người này người khác, đi vào trong niềm vui nỗi buồn của tôi, khi thảnh thơi, lúc mệt nhọc, khi ở nhà, khi đi đường, khi vui chơi, khi đi ngủ. Chúa sống trong tôi, tức là đảm nhận trọn vẹn cuộc sống của tôi. Có như thế không? Chúng ta rước lễ rồi, có như thế không? Hiệu quả thứ hai, ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Chúa Giêsu khi ta rước lễ thì ở lại chúng ta là rõ ràng rồi, ở luôn. Mà chúng ta có ở lại trong Chúa không? Nãy tôi nói đó, anh em vui lòng để ý đi, ra khỏi nhà thờ là quên luôn. Tôi không dám nói tất cả nhưng mà đa số không có gì nữa, xong rồi, lễ xong rồi, bổn phận đủ rồi, xong rồi, quên luôn Chúa.
Nếu mà yêu mến Chúa mà quên nhanh như vậy thì có hỏi là có phải là yêu không? Có phải là yêu không? Mỗi người thử nghĩ xem. Cho nên tôi đặt vấn đề là thực sự tôi đến đây có phải tôi yêu Chúa không, hay là vì bổn phận ngày Chúa Nhật phải đi lễ, tôi phải đi lễ thôi. Nếu mà tôi yêu Chúa thì vấn đề nó khác. Tôi không dễ dàng quên Chúa như vậy. Hay đúng hơn, tôi yêu Chúa ít quá, nhớ Chúa một chút thôi. Còn yêu nhiều thì tôi sẽ nhớ nhiều. Yêu hết mình thì luôn luôn tôi nhớ tới Chúa. Tôi nói nhớ Chúa tức là một cách rằng tôi ở lại trong Chúa. Tôi biết rằng luôn Chúa Giêsu phục sinh luôn ở lại trong tôi mọi giây phút. Nhưng mà tôi không có ở lại trong Chúa. Tôi không ở lại trong Chúa vì tôi ở lại với người khác, vì tôi ở lại với vấn đề ăn uống nhậu nhẹt giải trí, ở lại với tiền bạc, với mọi thứ ở đời này, mà không ở với Chúa, Đấng luôn luôn ở lại với tôi. Cái hiệu quả của rước lễ phải đi tới vấn đề ở lại trong Chúa như Chúa ở lại trong mà tôi. Đó là những tiêu chuẩn để chúng ta biết rằng từ trước đến nay tôi đã rước lễ như thế nào, tôi ăn uống mình máu Chúa như thế nào. Thưa anh chị em, cần phải nhìn lại. Tôi không khuyến khích anh chị em đi lễ rước lễ nhiều hơn, nhưng mà cần phải nhìn lại cách thức đi lễ, cách thức rước lễ của chúng ta. Đúng hơn, không phải là bên ngoài, mà là tâm tình bên trong, mà là đức tin mỗi lần đi lễ, mỗi lần rước lễ. Và qua những cái lời Chúa chúng ta vừa nghe với nhau đó, chúng ta có thể tự kiểm chứng được xem rằng tôi rước lễ như thế nào, kiểm chứng bằng cái hiệu quả, bằng việc tôi sống, bằng việc Chúa Kitô sống trong tôi, bằng việc tôi ở lại thường xuyên trong Chúa Kitô. Ước mong rằng hôm nay chúng ta bắt đầu hiểu hơn một chút. Chúng ta sẽ cố gắng để đáp lại tình yêu vô cùng, tình yêu đến cùng, mà không phải một lần, vẫn Chúa Giêsu vẫn tiếp tục yêu chúng ta mãi mãi, yêu hết mình hết sức. Hãy cố gắng khám phá và đón nhận tình yêu đó để chúng ta bắt đầu được thay đổi, trở thành những Kitô hữu, trở thành những người mang Chúa Kitô, sống với Chúa Kitô như Chúa Kitô sống với chúng ta.